Người ở VTV đang có mặt tại giáo họ Tân Lạc thuộc giáo phận Bù Chu. Về địa giới hành chính thuộc xã Tân Lạc, xã Nghĩa Trơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Đây là một ngôi nhà thờ giáo họ rất đẹp và giáo họ được xây dựng vào năm 2019. Một giáo họ rất đẹp và tháp chuông được khởi công vào tháng 7 năm 2019. Hai tháp chuông đẹp rất là đây một giáo họ rất đẹp và rất đây một giáo họ những cái cảnh bonsai thật là đẹp. Sơn được một sơn rất là đẹp và rất là những cây cảnh bonsai có hàng trăm năm trở lên. Giáo họ được rất là đẹp và rất là đây giáo họ rất rộng và rất nỗi nặng hạ đến Chúa, nỗi thảm nhiều lần là
Đường giáo họ rất là đẹp và rất là thật là tuyệt vời. Ngồi thánh đường giáo họ tân lạc thật. Những cây cảnh thật là tuyệt đẹp vậy. Các bà đang nằm lòng thương xót buổi chiều như cây cảnh ngày thật lâu năm vậy. Và họ rất là đẹp. Với một chân ghi thật là đường nét và một giáo họ rất là thì
cái cảnh những cây bonsai rất là đẹp. Những ngôi nhà thờ rất là đẹp, rất là chi. Ngôi nhà thờ rất là đẹp và rất những cái cảnh bonsai rất đẹp. Chào ông. Vâng. Chào. Với lại và một những cái cảnh nằm rất là tuyệt vời. Đây là những cây cảnh các bậc thờ đang xây nhà chứa nên và để một ngôi nhà có hư thứ rất đẹp rất một vâng ạ. Một đang xây nhà giáo lý thật là nhà sư thật là đẹp. Đây một khuôn viên khá là đẹp. Cái tinh lạc rất đẹp, một trong những tuyệt tác mà Thiên Chúa đã dùng bàn tay của con người để tạo nên những vẻ đẹp kỳ diệu. Nhà giáo họ rất đẹp và rất và họ rất là đẹp và về giá họ rất đẹp và rất nguyên
là họ rất ông chào. Vâng. Chú cháu đi làm YouTube ạ. Làm YouTube. Dạ. Cháu làm truyền thông về các nhà thờ của. Vâng. 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 Cháu hỏi giáo sứ tiền à, giáo hoa tiền lạc có bao nhiêu nhân danh? 450 hộ, 1580. Vâng. 1580 nhân danh. Vâng. Hộ là 450. À, các bác ủng hộ kênh của cháu là người ở quê TV nhá. Vâng. TV. Vâng. Một ta phiếu tiền đó ông kìa. Dạ, ông không dám bắn ra ngoài, bắn lên bắn cho ờ thì là tôi xin dù tí nghèo lắm, đang nợ bao nhiêu tỷ đấy. Dạ, họ một giáo sư họ rất là đẹp và rất rất là đệ. Đứng ngôi nhà thờ rất là đẹp để hai thập chuông gỡ nhau lên. Rất đẹp và rất kìa. Ngôi nhà thờ giao họ rất là đẹp nên với những đường nét hoa văn thật là tinh xảo và đây một giáo mừng đại lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu vào 24 tháng 6 năm 2022. Và video của mình đến đây là kết thúc.
Nếu các bạn thấy nhà thờ đẹp, hãy cho mình đăng ký like, comment và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.